Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ test hai cặp loa để gửi cho khách, đó là cặp 1800dB và 180D. Thì trước khi test thì mình cũng lau chùi qua đi để gửi cho khách, bởi vì mình bày ở cửa hàng nó rất là bụi. Đây là mình xịt cái dầu để làm sạch cái chất bụi nhá. Nó rất là bụi luôn. Hai cái cặp này nó sử dụng bass 31 màng carbon. Nó chơi được đa thể loại nhạc. Nhạc vàng, nhạc bolero hoặc là những cái nhạc nhạc mạnh cũng được, tiếng rất là hay. Và cái dòng Bueller này thì nó rất là dễ phối ghép âm ly. Thường thường thì mình hay ghép vào những cái dòng 7800 nó cũng có thể đánh được. Bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ đặt hàng với mình nhé. Bên mình còn rất nhiều những cái mẫu loa giá tầm trung trên dưới 10 triệu, hàng bảo hành đẹp nguyên zin.
picturing you on me. I'm missing you so much. You take my imagination, though you're far away. And in my fantasy, you cream my body. I need you back to stay. I'm getting stronger and stronger. Fantasy, you crave my body. I need.